Em Thắng chào buổi sáng tất cả mọi người đây. Hôm nay thật ra thì trời rất là mưa nhá. Mưa quá, mưa mấy ngày nay rồi. Mưa phùn gió, mưa phùn. Nên thời tiết ẩm nên nhà em không thể sơn đổi những cái con này là con ở kho để lại cũ đây. Thì em con này có khách đặt đây, ở bên Thanh Viện Hải Dương này. Con máy 9.000 đây. Đấy, máy 9.000 nhá, Panasonic nhá. Đây. 4 triệu rưỡi của quý khách đây. Rất là đẹp. Đó. Đấy, hình thức thì của các bác rất là đẹp này. Có ai đặt tiếp thì em lại làm cho. Yên tâm, máy giá cả hợp lý, rất là đẹp mọi người nhá. Trắng phau hết, nhìn như mới. Thế này. Bát lưng với điều khiển thì em đã để ở trong đây nhá các bác nhá. Các bác nhận hàng có nhiều anh ấy bảo là không có điều khiển đâu. Nhưng thật ra điều khiển thì em bỏ vào trong đây. Để khi nào mà mình ấy thì nó rất là gọn. Mình vận chuyển đấy. Nó rất là gọn nhé. Bỏ luôn một bên cũng được mà. Không quan trọng cái này. Đấy, điều khiển nhớ này. Tất cả mọi điều khiển em đều bỏ hết ở trong đây này. Đều sạch sẽ gọn gàng hết rồi. Mọi người chỉ việc alo cho thợ là họ đến họ lắp đặt thôi. Đấy, em dán những cái tem này để trang trí cho nó mới, nó thêm thêm đẹp hơn. Đấy, em quay có những cái góc này nó chưa đủ lúc mà mình chưa dọn đấy. Nhưng khi nào mình dọn lên thì tất cả mọi thứ đều đủ hết rồi nhé. Mọi người đặt thì nhớ liên hệ cho em nhé, cho số điện thoại Zalo là 096 nhé, 1519122 nhé, để em có thời gian em làm cho các bác. Cho thợ đã làm nhiều thời gian hơn thì nó làm cho con máy nó đẹp hơn, chỉnh chu hơn. Có những các bác đặt vào trời mưa nhiều lúc những cái sơn nó không được đẹp vì nó bị ẩm, độ ẩm cao, độ bóng quá. Nên bây giờ các bác đặt trước, khi nào mà trời nắng em lại đặt cho em lại cho bác thợ làm cho. Cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian qua đã đặt hàng của em. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.